Phải vào phố Ngô Đình Mẫn, sau đó rẽ phải sau thế giới phụ kiện. Đã dạy thằng Hiệp bảo lái xe tập cái thêm lên tính. Rẽ phải sau thế giới phụ kiện, lái xe bên phải tập cái nền đường tính Lê Trọng Tấn. Nóng tính lắm hả? Không, nó không nóng nhưng mà đây là nói chung của mọi người. Cậu cái này sợ gắm vào đây nó tự nhiên nó áp vào hả? Ừ, nguyên cái bê điện thoại rồi đút túi quần thì à, nó gắn thế này. Thích mì, thích xem cái gì thế? Cháu chưa có kết nối được đấy. Map đây. Để chào bạn ra cái gì đó, chào hỏi cái vụ đó. Mày biết được chưa? Ok. Ok thì mà sao? Đấy, thế còn đây là cái việt map đây này. Đây. Đấy. Tức là cái khi mà ấy thì nó sẽ tích hợp lên cái điện thoại của mình thôi chứ không liên quan tới cái xe này. Không, nó hiện lên cái xe này là chính. Không, nhưng mà khi mà mình mua nó cài với điện thoại của mình. Đầu tiên thì đều ở điện thoại của mình cả. Còn cái điện thoại lại kết nối với thằng của thằng xe. Ừ. Thì như vậy thì mua một cái đó thì mình chỉ cài cho một cái điện thoại trong người trong nhà được thôi. Cài cho 100 cái điện thoại được. À. Nhưng mà dùng khi dùng thì dùng một cái. À. Lúc nào mà người khác dùng thì người cái đấy bật lên, bật cái điện thoại lên. Mà người đấy phải ngồi gần cái thằng này thì tự khắc nó sẽ kết nối. À. Phía trước có camera theo dõi tốc độ. Đấy, thấy thế nó... Có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Phía trước có camera phạt nguội. Đấy, nhiều cam, nhiều bờ ba loại cam. Nó báo gì? Rồi,
trước có camera và phạt nguội. Trước đã di chuyển à. Đấy là cái cam, mình đừng có cam, lâu quá. Cam hành trình thì nó nhắc để mình đỡ quên đấy nè. Toàn đồ chơi mà. Sao nó lại đứng lên như vậy được? À, nó dán hả cậu? Nó nào, mình dán nha. Ai nhắc cái đó? Cái đó là của cái mình mua đó. Cái thằng cam này. Cam này là cam gì? À, cam hành trình. Cam hành trình là nó riêng. Không phải là độc lập. Cái đó là cậu giải thích cho cháu cái cam hành trình là cái gì, mà cái này là cái gì, cháu tưởng nó là một không á. Bình tĩnh rồi, nhìn đến giờ việc gì tôi phải đi chụp ảnh về, tôi có đủ hết dữ liệu kể cả từng động tác một. Nhìn ra phía trước có camera theo dõi, nhưng mà cái cam đó nó ở đây 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 cam này. À, cái xe này hơi bị ghê đó. Xe này hơi bị kinh á. Tôi theo dõi hết nhé. Chưa kinh, vẫn còn nữa. Đấy nha, mới thấy có một cái nha. Bây giờ rồi.
thì cái đó là đổi cam trước và cam sau thôi. Không, cứ tưởng thế thôi. Thế là nào? Đây, cam sau đây này. Đấy, cam sau là cái thằng đi đằng sau kìa. Ồ, ghê vậy. Gì thế giờ, đấy. Ghê vậy. Ghê. Đấy, thấy chưa, cái thằng nhìn gương sau xem có đúng là cái thằng xe VinFast đang đằng sau không? Rồi, nhìn vậy là biết đằng sau rồi. À. Đấy chưa, nó đây. Cái cục này hả cậu? Cái đại, cục này, đây. À, nó kết nối với cả hai thằng này. À, đúng rồi. Nhưng mà nó là hai thiết bị mua riêng hay nó là hai thiết bị, nó là chung? Riêng, riêng. Thằng này đằng trước đó. Hôm nay đi thì cũng vắng vẻ. Phía trước có camera và nguồn. Ai phải 7 cây nữa nên phật đi tiến thì lại trái. Đấy, đây tôi có thể lúc thì xem Google Maps được mà xem của cái thằng theo dõi kể cả tốc độ cả ấy cũng được. Hay quá. À, bữa đi là hóa ra Long nó cũng đi chiếc Cross. À. Cross mà của nó mua cái 3 năm rồi. À. Bây giờ mày mới nếm mùi. Trước đây nói thì có thể cũng bán tín bán nghi nhá. Bởi vì nó cũng biết cái tính cách của cậu chứ không phải là nó không biết gì như người khác. Có camera theo dõi tốc độ. Đấy, cháu nghe thấy cái tiếng chụp ảnh không? Đó. Đấy. Đấy, tức là những cái gì tiếng động mạnh là nó đều chụp để lưu lại. Để giả sử như ai động mạnh vào cái xe này. Đấy, là do cái gì? Như các cam này này. Vậy hả? Cậu vụ biểu diễn cái vụ mà mình đi nhanh hay gì quá hay gì là nó thắng lại rồi không? À, đây. Thế đầu tiên đấy, tí là đường cao tốc. Đây đi chậm thì cái tác dụng nó không cao. Còn cái cục kia là cục cậu vứt đó hay là cục thiệt kìa? À, cái cục con đấy gì? Là số điện thoại của mình. Để người ta kêu, mình kêu. Không, cái số điện thoại của mình để người ta cần kêu mình di chuyển xe. Đúng rồi, có vấn đề gì thì người ta biết là xe của ai để người ta gọi. Đã đủ mát chưa? Dạ. Để cam cái này á là ba cái cam nhé, kể cả cam trong xe này, nãy cháu nhìn là nhìn thấy cậu cháu mình đúng không? Thế và cả cái cam trước và cả cam sau là cậu để 24/24, tức là ban đêm mình đỗ xe đấy mà anh nào đụng chạm gì hay là người đi đằng trước đằng sau là nó đều ghi lại hết. Bởi vì sao cậu lại dùng cái bộ nguồn riêng?
riêng ở đâu? Tí đã chị. Bởi vì bây giờ là đang lái mở cái ngăn này ra thế. Đấy, ở trong cái túi ấy. À, trắng trắng đấy. À. Thì là cậu kết nối vào rồi à? Hay là lúc nào, hay là khi nào cậu ra cậu mới kết nối? À, có lưng khô, ăn lưng khô. À, thích ăn lưng khô thế à? Hai trăm mét nữa, rẽ trái vào đường Khuất Duy Tiến. Ô, thế chết rồi, thế thì mình lại đi vào cái đường này thì mình lại quay lại rồi. Đấy. Thì mình đang muốn đi vào Khuất Duy Tiến mà. Không, đáng nhẽ ra là rẽ trái vào đường Khuất Duy Tiến. Mình lại để đi đường trên. Này, thì lại đó. Trời ơi, cái này phải bứt gì đấy. Quá hạn sử dụng. À, thế đi này. Tiếp 1 km nữa. Ờ, nhưng ăn được mà. Cậu có ăn. 200m nữa, nhập vào đường Lê Văn Lương. Sao nó lại trễ chứ, chẳng lẽ cách đây cả chục năm? Thì mưa lâu lắm rồi chả đi. Mua từ đời xe trước. Nhập vào đường Lê Văn Lương, sau đó rẽ phải vào đường Nguyễn Tuân. Rẽ phải vào đường Nguyễn Tuân. Ba trăm mét nữa, rẽ phải vào phố Ngụy Như Con Tum. Rẽ phải vào phố Ngụy Như Con Tum. Trước này chắn mày ha, mày mở luồng này. Tự nhiên mày cản hết tao. Rất là vô lý, tao thì được rẽ phải mà phải chờ mày. Bốn trăm mét nữa, rẽ phải vào đường Khuất Duy Tiến. Rẽ phải vào đường Khuất Duy Tiến. Đang có chở mình đi vào chỗ thiên la địa võng nữa. Đi tiếp 1 km dưới nữa. Thì đó là lên trên cao tốc. Lúc đấy sẽ nhắc cậu bởi là chỉ cho tiếp tục.
trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Sợ 200 mét nữa, đi theo đoạn đường nối đường cao tốc bên trái tới lối vào. Đi theo đoạn đường nối đường cao tốc bên trái. Bốn trăm mét nữa, nhập vào cao tốc 37. Sóc cái là nó chưa quay. Chụp hình phải đó là cái chụp hình bên ngoài xe. Đúng rồi. Mà nó chụp đó là chụp 37 bên luôn. Thì cả bên trong xe các cái này. Đi tiếp cao tốc 37,9 km nữa. Làm thế chỗ nào nó nhìn cao tốc 37 mà lại ở đây là 37. Đấy nha, bây giờ cậu mới nói cái vụ giới hạn tốc độ. Không, không phải là giới hạn tốc độ. Mà nó tự gì? Mà thứ nhất, đầu tiên ấy, cái nút này, nhìn chưa? Đây, cháu phải nhìn vào cái tablo này, để ý này, bấm cái, nó có gì chưa? Nó lên cái hình xanh xanh á, nhìn chưa? Trên cái đồng hồ, cái ô tô đây này, trên đây cái này, đồng hồ. Đây này. Rồi. Nhìn chưa? Ừ, ok nha. Thế bây giờ cháu đang đi 65-69 đây, đây. Xong bây giờ bấm cái nút set này. Đấy. Thế thì có nghĩa rằng là nó sẽ cắt cái khoảng cách của thằng đằng trước ra. Đấy là nãy là đang để 69 hay gì đấy đúng không? Bây giờ cậu bỏ chân ga đây, thấy chưa? Là nó cứ thế là 69 cây. Nó sẽ giữ, nhưng mà vì thằng trước nó chưa nhanh, thành ra là nó vẫn giữ cái khoảng cách. Thì nó chấp nhận đi chậm theo cái thằng đằng trước. Nhưng thằng trước mà tăng lên đây thì nó sẽ tự nó lên. Đây cháu cho cái chân cậu ở nhá. Cậu coi trả lên. Đấy. Đấy nó lại lên. Có camera phạt nguội. Đây tốc độ chỉ 80 thằng cái. Cậu đang xét 72. Nhưng 72 mà nó vẫn giữ khoảng cách với cái kia đúng không? Đúng rồi. Là nó giữ khoảng cách với cái kia rồi. Là bao nhiêu mét đó. Đấy, nên là giữ khoảng cách an toàn là tự động nó tính. Thế chứ nó không vì 72 mà nó tăng lên để nó dí vào đít thằng kia. Đúng chưa? Đây, cậu chỉ việc bây giờ để quan sát đánh tay lái. Mà nếu mà có sai làn thì cái thằng này nó nhắc nhở cái thằng sai làn thì biết rồi đúng không? Thấy. Cái thằng sai làn là cái thằng này, nhưng mà cái thằng này mình bấm một lần thôi là nó nhớ lúc nào nó. Đấy.
Đấy, bây giờ thằng kia đấy, nó rẽ phải, thằng đấy nó tăng lên ngay này. Đấy, đấy, tự nó tăng lên này. Thấy chưa? Đấy, nó sẽ tăng lên 72. Bản thân vượt quá giới hạn tốc độ. Chỗ này là nó cho đi là 60. Đấy, thì mình thôi, mình phanh lại. Đấy, nhưng mà mình mà đã đạp phanh ấy thì có nghĩa rằng là xóa bỏ lên cái set đã. Thế bây giờ ấy, mình xem là cái qua cái thằng 60 này đi. Đấy, bây giờ đang cái đường này là đường nó yêu cầu có sẽ nó cái cho phép có 60 thôi. Thì mình qua cái đoạn 60 này xong rồi đoạn cao hơn thì mình mẹ set thế lại. Thì bấm cái nút set này thôi. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. À, cái vật này không được cả 60 mà đi sẽ đến 64 cũng không hình vấn đề. Tốc độ giới hạn tiếp theo 100 km/h. Đấy, bắt đầu đến 100. Cục đấy là cục cậu đang thiết kế tiếp bổ sung từ vì cục cục này nặng, tức là dùng cả ngày hôm qua là nó hết điện rồi, cậu mới thay sang cái cục nguồn như cái cục mà đang để trong ấy. Rồi đến đây cho 100 lần này. Đấy, thế thì bây giờ cậu mới tăng tốc này đuổi theo cái thằng kia nhá, xong rồi cậu mới xếp đến cái chừng nào đó 84 đi. Đấy, đấy, cậu xét 84 rồi, 85 rồi. Thế bây giờ cậu chỉ đặt sẵn là chất phanh để mình ấy. Nhưng thực ra đây này nó đã giảm tốc độ ngay, thằng kia nó giảm. Nhìn chưa? Chứ cậu không đạp chân ga, chân keo gì nữa. Đấy. Đấy, tự nó tăng giảm. Thế là hiểu rồi đúng không? Lên đến cái tốc độ đó, bắt đầu bấm hết. Đúng rồi, đúng. Chính xác. Chúc mặt mũi thế không hiểu ngay. Mà nó giống cái đoán khẩu hiệu. Đấy, bây giờ mà cậu mới đi sang bên này thì nó sẽ thoát hơn cái thằng xe tải. Đấy, thì nó sẽ tăng tốc lên. Đấy, từ tại cậu đang đạp chân phanh nhá, tức là đang để hơi chân phanh. Đấy, nó tự nó sẽ tăng lên. Đấy, thế nhưng mà thằng trước kia thì đấy, lên đấy, tự lên 82 rồi chưa. Thế lắm lúc thì coi em được nghỉ ngơi cái chân này này. Đấy, là 85 giờ thì khoảng 85 đấy thôi. Thế còn bây giờ muốn tăng ga lên nữa thì mình lại nhấn ga lên tiếp. Ví dụ là lên 90 này, nhấn ga lên tiếp này. Rồi, 91. Tốc độ giới hạn tiếp theo 80 km/h. À, tiếp theo 80.
100m nữa nhập vào cầu Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng. Đấy, đấy, cậu để 80 rồi đấy. Chạy chậm cái là nó sẽ chạy chậm lại. Đấy là giảm về quê. Thế cậu đi từ đây về cũng bí, hay là nói chung là cậu đi cao tốc là cậu sẽ sử dụng chức năng này hả? Đúng rồi. Chứ còn tốc độ thấp thì mình không nên sử dụng. Thấy chưa? Đó. Thế là đôi khi nó cũng nhàn được một tí. Chiếc chạy xuống còn có bốn mấy nó cũng đành phải theo đó. Cái tấm che nắng là cậu chưa mua. Thật ra ấy, nó đang dán cái gì đấy để làm gì để cho nó nhìn được cái kính hả? Đúng rồi, là mưa, cái nước mưa ấy. Không, nó bị gì vậy? Ừ, nó không bị lấm tấm. Chạy 80 là mình ở mức ta 80. Mà nó vừa an toàn là lúc nào nó cũng giữ khoảng cách. Chứ mình không quên lắm lúc đi mà ấy là cứ dí sát đít vào nhau cho nên là hay cái lỗi là bị tai nạn gọi là dồn toang mấy cái cùng bị. Chứ thằng cái này thằng trước phanh gấp, nó phanh gấp luôn. Kế hoạch cái này thằng Linh đi trước kết hôn với một cái con nào đó. Đấy, thế thì rồi xong rồi nhặt
cả nhà thì xác định là kể như là thằng Linh đi qua bên đó mà kết hợp trong thời gian loan chuyển qua nó có bồ bịch gì với con kia thì cũng ok luôn, nên là chấp nhận luôn vì nói chung tất cả về tương lai anh kia hai con đó. Thế tương lai hai thằng con nó mai kia mình ra sao? Tưởng dễ ăn chứ đi qua nước ngoài làm thì khó khổ hơn Việt Nam nhiều. À, nhưng mà nhiều người rất mơ Mỹ rồi cuối cùng vỡ mộng. Đó là chính nè. Mỹ đi còn muốn về chết một. Mỹ ở bên kia sướng chết nhưng mà còn thèm thuồng đi về. Bây giờ có nói Mỹ khổ. Mà về không được. Cái này và cái đằng sau nó liền nhau, còn cái này là độc lập thì cái này chỉ có quay nội trong xe. Thì cái này là mất gần 1 triệu, okay. Thế còn cái này là mất 2,5 triệu. Thế coi thì thôi làm tròn như là 2 triệu, là 3,5 triệu. Thực ra thì nó đã có cái cơ cấu để đấu cái điện của cái cam này vào xe rồi. Đấy, cắm ở đây rồi. Nhưng mà cậu không dùng bởi vì cậu không muốn tiêu hao cái ắc quy của xe. Cho nên là cậu mới chế ra cái cột riêng. Đấy. Nó an toàn cho xe, tức là xe không bị suy chuyển, không sợ bị ắc quy của cam nó tiêu hao cái cục này đâu. Đây cậu cũng lại đang sạc lại, tức là tranh thủ cái thời gian đây, cháu thấy đấy nó đang báo không, đang sạc nhanh đấy, nó phát lấy nguồn nào để sạc nguồn của xe đó, khi mình chạy thì mình lấy nguồn của xe để mình cắm mình sạc cái thằng này. Thế bây giờ mình thí dụ như mình lên đến Nội Bài thì là nó cũng sạc một cái lượng tương đối thôi chẳng hạn. Trước và đã lấy 2 con xe của đứa con gái đó. Còn thì đây con Vân Anh à, xong con Vân Anh lại phải mua cái xe mới, nó cũng mua như gái của mình này. Đúng nghe bảo thì bạn không, hôm xuống cầu chúc Tết bà Mão thì à xe về xuống chơi bà Mão, đón bà Mão đi chơi. Nhưng mà kể ra tụi nó cũng gọi là thư thả quá chứ, muốn chiếc xe cái là mua chiếc xe chứ đâu có phải đến nỗi hả, đúng không? Cho là con kia lấy mất 2 chiếc xe thì con mẹ lấy mất 2 chiếc xe thì con mua con
Mình cũng chả phải làm gì cả. Mình cứ bám theo nó. Trường hợp thằng kia không có cả. Mình phải hãm lại đúng không? Thằng kia mà nó chạy quá tốc độ thì mình cũng lại chạy theo cũng quá tốc độ. Nhưng mà thông thường thì những thằng trước nó cũng không ngu gì để nó chạy quá đúng không? Thế mình cứ bám theo nó thôi. Chứ mình chả phải xét lại gì cả, kệ. Đấy, nó cũng cứ bám khoảng cách. Trái. Mà ở đây là chắc là hay dình phải. Thế là hôm bữa đã tập hợp cả con Kim Anh, con Phượng và các thứ ra đó. Thế là Kim Anh, Phượng và các thứ là được thiệp hết. Nên đem bên đó nó ngồi viết mà. Được thiệp hết, gì Mão cũng được thiệp luôn. Rồi mời cả con Thủy và các thứ, chúng nó cũng tham gia. Ông này con bà nào bà nào tha ở đâu về cũng làm đám cưới thì cũng mời mời lắm gì, chả liên quan gì. Rồi hôm bữa đó là thầy Dũng với bọn anh qua, nhưng mà hôm trước là lúc chúng nó lục đục nó gọi điện thoại nó nói với cháu tùm lum tùm la cậu, giống như kiểu nó nói
người nhà mình nó bạn chửi con anh này nó giới hạn tốc độ. Cháu gặp nó cháu cảm thấy ngượng ngạo không nói chuyện nhiều, cái cháu gặp nó cháu dựng lại liền, thành ra không có nói chuyện theo kiểu là buồn vã niềm đời. Nói chung là có thể là con loanh trước rồi đến ông Thắng sau rồi đến cái đoạn vỡ thì cái kiểu giả chết bắt quả ai bảo nó hiền, bao anh bảo là kiểu là thương là bị lừa bị thế này, nhưng thực ra chưa chẳng đáp lại ra lại là mặt trái mặt phải. Hình như là ở đây là mình được rẽ không? Đây là mình được rẽ mà. Để bảo mình mặt trái này. Đây là phải. Đi tiếp quốc lộ 2A 1 km nữa.
100 mét nữa, rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt. Rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt. Mình chỉ chờ cái thằng này xong mình rẽ phải. Nãy là mình có tí hiểu nhầm tí rồi. Bởi vì ấy, những cái hành động đấy nó là dẫn đến cái con đường tất yếu, nhưng mà chúng nó về ham quá, ham hơn người vẫn làm rồi, cái thiếu chính trực, không chính đáng. Mà hai cái đèn đỏ đó nó lại ngang cấp như nhau, chả biết là nó cho xe nào đi. Đi tiếp 3 km nữa. Đến đây rồi đó, đây là chỉ cần
bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. Vòng lên vòng lại 150 mét nữa. Ga quốc tế, tế rẽ bên đây, quốc nội bên đây, quốc nội đi thẳng. Ga quốc tế lên quốc nội đi thẳng. Chắc quốc nội một tí nữa mình mới lên đến đây đúng không? Bên này. Đây hỏi người ta đấy. Đi về hướng đông về phía Tân Trại. Ba trăm mét nữa, nhập vào đường Võ Văn Kiệt. Này là lối của nhà ga quốc tế, nó đi ra mình đi thẳng lên có sẽ có một cái cầu mình rẽ bên tay phải một sắp tới rồi. Kia chắc là cái cổng này là cổng của nhà ga quốc tế đi ra. Các cái lối này ra đây mà. Chưa cài dây an toàn. Ra quốc nội rồi. Đúng chưa? Đúng.
đi tiếp 1 km nữa. Đáng nhẽ chỗ này nó làm thiên la địa võng nhỉ? Làm cái biển nó to to tí. Đi tiếp 800m nữa. Đi tiếp 800m nữa. Mấy chỗ này đúng là thiên la địa võng thật chứ. Mình đã một lần trước mình lúng túng cái bộ này. Lâu lâu mình lại quên. Thế chứ là phải đi ra phải đưa nhiều. Đúng rồi. Đấy, lần sau phải đưa phải đón nhiều. Đấy rồi. Đấy thì không nhầm được. Nhưng mà mỗi khi mình đi nào mà mình lại đi xuống cái sân đậu cho thấy nó ở đất cơ. À thì đi là quá lên. Để mình vào. Đây là mình lên thẳng sảnh cửa số mấy nhỉ? Mà chẳng cửa số không, mấy. Có cửa chứ. Xem nó ở trên vé. Thật ra thì cửa số mấy để cho nó xuống cho nó thoải mái lên. Đi bộ cửa số 1 à? Thế thì qua rồi, thế đã thế tạt vào ngay trên này. Lại có một vị trí xong cửa xuống của người xe. Cầm đồ ở ô dưới cạnh trước này. Hai trăm mét nữa, trích sang bên phải tại bãi đỗ xe. 10 km/h, bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ.